Hôm nay chúng ta học chương nội tiết. Bắt đầu chương nội tiết thì chúng ta gặp ngay cái từ là diabetes mellitus, tức là tiểu đường. Và người ta nhập đề cho chúng ta liền là thể tiểu đường của bài tiểu đường tiếp 2 là nội tiết. Thực tế 100 bệnh nhân đi khám tiểu đường tiếp 2 thì trong đó có 50% không phải là do nguyên nhân nội tiết, không phải là do nguyên nhân chuyển hóa. Tiểu đường tiếp 2 là chuyển hóa, còn tiểu đường tiếp 1.5 hay còn gọi là tiểu đường LADA là nội tiết. Mời bạn Duy Dương nói cho mọi người nghe rõ hơn phân biệt giữa tiểu đường nội tiết và tiểu đường chuyển hóa. Hình như em nói lộn rồi, nội tiết chứ đâu phải chuyển hóa. Nãy em mới nói chuyển hóa. Dạ. Rồi, như vậy thì những cái gì mà em nói đó hãy viết lên bảng cho người ta biết chứ ta đâu nghe kịp. Ba cái cận lâm sàng mà em vừa nói đó. Rồi, như vậy ai còn thắc mắc các cái từ viết của các bạn Duy Dương không hiểu lên rõ thì mời vào Google gõ từ LADA, các bạn sẽ có đầy đủ loại tiểu đường này. Hết.